Chiếc xe Mercedes S300 2010 sau khi dán full PPM ngoại thất thì sẽ như thế nào? Mời anh em chiêm ngưỡng anh em nhá. Thì đây một chiếc Mercedes S300 này, hôm vừa rồi mình có quay video là sẽ tiến hành dán full PPM ngoại thất chiếc xe này. Thì khi mà trước khi dán thì anh em có thể nhìn thấy ạ. Với hiện tại nó khác biệt hoàn toàn chưa ạ? Đây anh em có thể nhìn thấy. Nhìn thấy chưa? Xe mới. Như xe mới tinh, thậm chí nó còn bóng, còn sáng hơn là khi mà anh em dắt trong hãng ra. Em biết tại sao đấy ạ. Đó là bên em đã tiến hành dán full PPM ngoại thất. Và cái tác dụng của PPM ngoại thất này nó rất là hữu dụng đấy, bởi vì là cái giá thành nó cao mà, đắt sắp ra miếng đấy. Ngoài cái tính năng gọi là làm chống xước này, chống xước các cái vết xước răm này đấy, khi mà anh có va chạm nhỏ hoặc là cái một cái gì đấy va quyệt đây vào xước răm thì nó tự phù hợp với xước và nó tạo độ thẩm mỹ rất là cao đấy. Anh em có nhìn thấy đây, nó rất là bóng, rất là sáng, lúc nào xe cũng như trong tình trạng mới luôn đấy. Anh em sử dụng những cái dòng xe cao cấp, những cái dòng xe mà anh em muốn chăm sóc xe tốt, anh em yêu thích, anh em bao đam mê nó, thì anh em tham khảo ngay dán PPM ngoại thất anh em nhá.